Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay shop Thảo Phương sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cung bẫy chim cút nha. Đây, cung cút nhà em thì có hai màu, màu cỏ khô này và màu đen nha. Em giới thiệu chi tiết về cái cung cho mọi người xem này. Đây là cái khung thì được làm bằng khung thép AC, có sự đàn hồi nha, có sự đàn hồi chịu lực cho mọi người. Lưới là lưới dù thái sợi nhuyễn, mắt 5 phân, có màu đen, màu cỏ khô này. Đây là màu cỏ khô. Thì ngoài cung ra em còn cung cấp cả loa này, đầy đủ các phụ kiện khác như là mẹt, hồng, mồi giả. Anh em có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0975 446 294 hoặc là số 0359 66 5134 nha mọi người. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng rồi kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người xem video thì nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ em nha.